em về được vài bộ bát treo loa các bác này. Đây, những bộ bát treo tường ha. Đây là bộ của Victor. Đây các bác có thể treo được những cái đôi loa tay của Victor ha. Đây, Victor Gia Băng các bác này, made in Gia Băng. Đây, đều là hàng bãi Nhật về hết. Đây các bác xem làm được cái nào thì các bác ủng hộ cho em ha. Đấy, mỗi cặp thì có một 200.000 các bác, 200.000 một cặp ha, là em bao ship. Đấy là em tính giá bao ship đấy, còn bình thường thì em bán có 150 thôi. Đấy, tại vì em tính giá bao ship cho nên là 200 ha. Đấy. Đồng giá 200.000 một cặp hết. Đây là bộ bát treo của Boss. Đây các bác có chữ Boss ở đây này, màu trắng này nhưng mà nó hơi mờ ha. Đấy, bát treo của Boss. Những cặp Boss loa tay đấy, loa trợ lời đấy, các bác treo vào những cái này. Đấy. Bác nào mà thấy làm được thì các bác làm ha. Rồi và trong đây cũng vậy này, trong đây là những cái bát treo của Boss 301 các bác ạ. Đây. Boss 301 ha. Đấy, về sau thì em bán vậy thôi. Màu trắng này và cặp màu đen. Đấy, một cặp màu trắng, một cặp màu đen ha, nó như nhau thôi, nó chỉ khác màu. Cái này thì nó hơi chảy xước này, các bác có thể về sơn lại ha. Đấy, đồng giá hết các bác ạ, 200.000 một cặp. Đấy, một bộ ha, 200.000 một bộ như vậy này. Đấy, là em bao ship. Rồi và đây cũng là của Boss luôn. Đây các bác xem chữ Boss này. Đấy. Cái này cũng là của 301 này các bác. 301 ha. Hoặc là 201 gì đấy. Đấy. Rồi đồng giá hết các bác ha, 200.000 một bộ là em bao ship. Rồi và em có về được một cặp chân loa. Cặp này rất là VIP này các bác này. To ha. Đấy, size to lớn này. Các bác có thể để những cặp loa bass 30, 40 hoặc là 50 ha, đều được hết. Đấy, cái size rất là to các bác ạ. Đấy, chân loa Nhật, chân loa của Onkyo. Đấy, rất là dày ha. Đây là cái miếng trên này, miếng dưới này, cực kỳ dày luôn. Và cái thân gỗ ở giữa cũng vậy ha. Đấy, rất là đẳng cấp các bác, chân loa bãi Nhật về. Đấy, những dòng như vậy thì rất là hiếm ha. Còn những dòng chân mới Việt Nam, thợ mộc Việt Nam làm thì nhiều lắm. Còn những dòng mà bãi Nhật về như vậy thì hiếm các bác này. Đấy, rất là chất lượng ha, các bác chơi nó rất là giá trị. Đấy, đây là phía sau đây, cặp này về còn mới lắm. Đấy, còn đẹp và tuyệt vời luôn. Đấy, gỗ phía sau này các bác này. Đấy, rất là dày ha. Rồi và cái logo này các bác này, Onkyo AS77M ha, made in Gia Băng đây. Đấy, chân loa bãi Nhật về. Đấy, rất là mới ha. Rồi và bộ chân loa này em cũng xin báo giá cho các bác luôn, 2,5 triệu ha. 2,5 triệu bộ này là em bao ship này. Đấy, các bác chơi rất là giá trị. 2,5 triệu bộ này là em bao ship. Rồi bác nào quan tâm thì các bác gọi giúp em nhé. Đây, 0981 384842.